Buổi sáng thật nhẹ nhàng, anh đang chống đẩy. Em đến bên anh thật vội vàng như là một tháng 7. Anh thấy em đẹp như tranh, em chính em là gu anh. Em nói anh là lưu manh, nhưng mà em vẫn lao vào không phanh. Em có tâm hồn trong sạch, anh vẫn đang tìm long mạch. Anh đã từng nghĩ là mình sẽ nắm tay em mà qua bao nhiêu màn đêm lạnh. Bên em thời gian này ngưng động, đồng hồ đứng hình. Nếu như có một cuộc tình trong mộng, đó là cuộc tình chúng mình. Ta còn chưa kịp hiểu nhau đủ cho mình còn dư vị để yêu. Và đã còn bao dịp để hỏi han tỉ tê để anh có được gia vị để feel. Nếu em muốn yêu một người hoàn hảo đó không phải anh. Ai cũng muốn có được sự hoàn chỉnh nhưng không thể nhanh. Em sẽ chẳng thuộc về ai hết, không phải tranh. Anh không phải là Quang Hải, em không phải Banh. Cũng chẳng phải là anh tiếc, nhưng mà anh không thể không viết. Có một vài điều anh còn chưa quyết, một vài điều em còn chưa biết. Ví dụ anh là thằng không tốt, anh là thằng bồng bột. Anh chỉ biết ăn chơi đập phá chứ bao giờ chắc chịu từng đồng một. Anh dành cả đống thời gian để dùng vào những cuộc tiệc tùng trai gái. Sẽ lại có một người khác nằm thay thế em trên giường anh sáng mai. Đừng bắt anh ơi.